Kiều. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình, của bộ Focus on Excellence. Trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người về một cái vấn đề, đó chính là chúng ta thường suy nghĩ tiêu cực hơn là suy nghĩ tích cực. Bởi vì sao? Bởi vì trong quá khứ chúng ta đã gặp quá nhiều những cái vấn đề tích cực, nó tích tụ lại trong cơ thể của chúng ta. Nó giống như là cái việc mà chúng ta bị đánh nhiều lần, thì khi mà người ta chỉ cần giơ tay lên một lần, mình cũng đã suy nghĩ đến cái vấn đề là người ta sẽ đánh mình. Mình sẽ suy diễn là người ta sẽ đánh mình như thế nào, và mình còn có thể tưởng tượng ra được cái cảm giác mà mình bị đánh ra sao. Mình sẽ có những cái hành động như là giơ tay lên đánh đỡ. Mặc dù là người ta không đánh mình, nhưng mà bởi vì là mình đã bị đánh quá nhiều trong quá khứ, chúng ta đã tích lũy quá nhiều cái sự tiêu cực ở trong cơ thể của chúng ta trong thời gian rồi. Cho nên khi mà gặp một cái vấn đề gì đấy thì chúng ta cũng suy nghĩ nó theo một cái khía cạnh tiêu cực mà không phải là tích cực. Chúng ta cần phải làm thế nào đấy để kiềm chế cái sự tiêu cực đấy lại, phải suy nghĩ tích cực lên thì cuộc sống của chúng ta mới trở nên